Rồi, giới thiệu cho mọi người xem cái camera Kukrin lớn của mình này. Đây, hàng lớn. Đấy, có mấy kho trần cây rồi. Con này cây xù nhỉ. Đấy, quanh thân nó lớn lắm. Quanh thân thì nó thét lại chỗ đây nè. Nó cân lại mình đo chỗ này không được nha. Chỗ này rơi vào tầm hai mấy, gần 30 nè. Còn thân lớn mà. Còn trên này nó cũng đã trên 20 rồi. Cúc này nó rất là tròn trịa, nó đâm đâm nhiều lớp cánh. Đây, cúc rinh là kiểu như là đời đầu, mấy đời lúc trước thì nó hoa nó nhỏ chứ không có được to rồi. Mấy dòng cúc bây giờ nó lai rồi, lung tung nó tạo ra cái giống nó to. Còn mấy cái này giống đời, thuộc dạng đời đầu này. Và lúc trước mà hoa như thế này là quá đỉnh rồi. Kukrin thì cũng một trong những cái dòng đột biến ra. À. Cây gốc thích không? Rừng lọc, rừng búp xanh. Và nó cho hoa cùng lúc trên cây, nhìn nó cây nó rất là đẹp. Dáng cây thì nó chuẩn nữa. Này giá tương đối có giá trị cao, càng lên cao nó càng rút lại dần đều các đoạn chi phân bố của nó. Rút lại rất đẹp hả? Người này có thích cái này giao lưu với mình quay số điện thoại 0849 020790 nha. Cây kế bên cũng là một cây cúc rinh hàng đại nữa. Cây này thì nó đang bắt đầu có nhiều búp xanh do lệch trở trong khi thời tiết của mình này nó đang se lạnh lại nữa này, đang se lạnh lại nữa. Nó chỉ lum phúng vài bông lác đác, vài bông hoa trên cây đó. Nhưng mà nó to đều hết nha, nhìn nó nở nó đều đều trên cây, búp xanh còn rất là nhiều. Hôm nay xe lạnh này hoa nó nhỏ mà nó cũng không đẹp, không được to như nằm ngói đó, nằm ngói nó bung to lắm. Cúc này cũng là một trong những cái dòng đời đầu của nó, nhưng mà nó lai hơn, nó lai bông nó lớn hơn cái cây kia. Đó. Dòng cúc lai nhưng mà cây rin. Các tỳ tán này không? Gút thách cây phân bố đều. Đó, cây khỏe mạnh là nhìn cái lọc lé nó với lại các cái hoa nó này ra đều trên cây. Ok, cái này có một bộ gốc đỡ dài xù rất là kinh điển này. Đấy, cuồng thách cây cuồng xưa này không. Rồi đang đổ xù rất đẹp. Đã rỡ nhóm cao không? Mình là bên này.
cuồng cây đẹp lắm. Rồi mình đứng tay xe mình quay rồi mọi người xem một lần nó kết thúc. Nó đứng từ xe mình quay này. Còn cái lứa cúc rinh nhỏ còn đang rộ hoa rất rộ này, nay cũng mùng 8 rồi. Đầu nó nở rộ hết rồi. Mấy cái này chậm á. Rồi chậm. Rồi đây coi quyết lông rồi. Cú quyết lông cao to. Dạng cú rin mình hòa đều. Rồi còn là một cây lớn nữa này. Họ nở chùm chùm mà nắng ấm nó to, hoa nó đẹp hơn. Bây giờ bắt đầu xe lạnh mấy ngày nay nữa, bây giờ hoa nó khẩn lại nữa, hoa nó bị xe cánh nhân nhân. Cây nhờ cục rinh nhỏ nữa này. Đây lọc đỏ rồi đẻ lắm. Toàn dàn cúc đẹp không? Hoa đẹp. Cái lớn này mình để phần ở dưới bên dưới kia. Đang đứng cao quay cho nó này. Cây dâu, dâu củ bự. Búp xanh bắt đầu nó bùng nhiều à. Hòn đã lác đác nữa anh coi à. Video mình chia sẻ đến đây thôi, kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.